Chương 2. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ công chức Mục 1. Nghĩa vụ của cán bộ công chức Điều 8. Nghĩa vụ của cán bộ công chức đối với đảng, nhà nước và nhân dân 1. Trung thành với đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bảo vệ danh dự tổ quốc và lợi ích quốc gia 2. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân 3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân 4. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. Điều chính Nghĩa vụ của cán bộ công chức trong thi hành công vụ 1. Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn được giao 2. Có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan tổ chức, đơn vị Báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan tổ chức, đơn vị, bảo vệ bí mật nhà nước 3 chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ, giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức đơn vị. 4. Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao. 5. Chấp hành quyết định của cấp trên, khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định. Trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Điều 10. Nghĩa vụ của cán bộ công chức là người đứng đầu. Ngoài việc thực hiện quy định tại điều 8 và điều 9 của luật này, cán bộ công chức là người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị còn phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây. 1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan tổ chức đơn vị. 2. Kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn việc thi hành công vụ của cán bộ công chức. 3. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống quan liêu tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm về việc để xảy ra quan liêu tham nhũng, lãng phí trong cơ quan tổ chức đơn vị. 4. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, văn hóa công sở trong cơ quan tổ chức đơn vị, xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật, có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho công dân. 5. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, tổ chức. 6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 12. Quyền của cán bộ công chức. Điều 11. Quyền của cán bộ công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ. 1. Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ. 2. Được bảo đảm trang thiết bị và các điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luật. 3. Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn được giao. 4. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. 5. Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ. Điều 12. Quyền của cán bộ công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương. 1. Được nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước. Cán bộ công chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trong các ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. 2. được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Điều 13. Quyền của cán bộ công chức về nghỉ ngơi. Cán bộ công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ cán bộ công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ. Điều 14. Các quyền khác của cán bộ công chức Cán bộ công chức được bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội, được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở, phương tiện đi lại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Nếu bị thương hoặc hy sinh trong khi thi hành công vụ, thì được xem xét hưởng chế độ chính sách như thương binh hoặc được xem xét để công nhận là liệt sĩ và các quyền khác theo quy định của pháp luật. Mục 3 đạo đức, văn hóa, giao tiếp của cán bộ công chức. Điều 15. Đạo đức của cán bộ công chức. Cán bộ công chức phải thực hiện cần kiệm liêm chính trí chí công vô tư trong hoạt động công vụ. Điều 16. Văn hóa giao tiếp ở công sở. 1. Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ công chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp, ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc. 2. Cán bộ công chức phải lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét đánh giá, thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ. 3. Khi thi hành công vụ, cán bộ công chức phải mang phù hiệu hoặc thẻ công chức có tác phong lịch sự, giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp. Điều 17. Văn hóa giao tiếp với nhân dân. 1. Cán bộ công chức phải gần gũi với nhân dân, có tác phong thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn, ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc. 2. Cán bộ công chức không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ. Mục 4. Những việc cán bộ công chức không được làm. Điều 18. Những việc cán bộ công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ. 1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao, gây bè phái, mất đoàn kết, tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công. 2. Sử dụng tài sản của nhà nước và của nhân dân trái pháp luật. 3. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ quyền hạn, sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi. 4 phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức. Điều 19. Những việc cán bộ công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước. 1. Cán bộ công chức không được tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức. 2. Cán bộ công chức làm việc ở ngành nghề có liên quan đến bí mật nhà nước thì trong thời hạn ít nhất là 5 năm kể từ khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, không được làm công việc có liên quan đến ngành nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm cho tổ chức cá nhân trong nước, tổ chức cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài. 3. Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành nghề công việc thời hạn mà cán bộ công chức không được làm và chính sách đối với những người phải áp dụng quy định tại điều này. Điều 20. Những việc khác cán bộ công chức không được làm. Ngoài những việc không được làm theo quy định tại điều 18 và điều 19 của luật này, cán bộ công chức còn không được làm những việc liên quan đến sản xuất kinh doanh công tác nhân sự quy định tại luật phòng chống tham nhũng luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền